Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, thị trường đang phục hồi sau đợt điều chỉnh vài ngày trước. Dogecoin cũng đang tăng trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 0,36 đô la vào ngày 26 tháng 11. Để duy trì xu hướng tăng, Dogecoin cần lấy lại mức 0,4 đô la là mức hỗ trợ. Điều này sẽ kích hoạt tâm lý tích cực của các nhà đầu tư, đưa Dogecoin lên mức giá cao hơn Tuy nhiên, nhà phân tích Ali cảnh báo rằng quỹ đạo thị trường hiện tại sẽ có những đợt điều chỉnh lớn trên con đường tăng giá đáng kể. Đầu tháng này, Ali đã cảnh báo về một đợt điều chỉnh sắp xảy ra sau khi xuất hiện các tín hiệu bán trên nhiều khung thời gian. Tuy nhiên ngay sau đó, khi Dogecoin chứng kiến đợt điều chỉnh lớn đầu tiên đối với đợt tăng giá này, Ali nhấn mạnh rằng xu hướng tăng vẫn đang diễn ra. Trích dẫn dữ liệu lịch sử, nhà phân tích nhấn mạnh những đợt điều chỉnh như vậy trong các chu kỳ trước đã dẫn đến sự gia tăng 9.470% và 30.700%. Đáng chú ý, một số nhà phân tích kỳ vọng Dogecoin sẽ phá vỡ mức 1 đô la trong đợt tăng giá này, một cột mốc mà XRP và Cardano đã đạt được. Vào tháng 1, trước đợt tăng giá mới nhất, nhà phân tích Crypto Patel khẳng định Dogecoin không chỉ có thể vượt qua mức 1 đô la mà còn có thể tăng lên 5 đô la. Trong khi đó, Ali cũng tin rằng Dogecoin có tiềm năng vượt ngưỡng 1 đô la, dự báo sẽ tăng lên 2,4 đô la hoặc 18 đô la. Trong báo cáo vào tháng trước, nhà phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Dogecoin đang trên đà đã đạt được mức giá 10 đô la. Mục tiêu giá tham vọng 5 đô la và 10 đô la đã thu hút sự chú ý của những người nắm giữ Dogecoin. Dữ liệu của Into The Block xác nhận rằng các nhà đầu tư nắm giữ Dogecoin trong vòng chưa đầy 1 tháng đã tăng vọt 109,96% trong 30 ngày, lên 224.950. Tất cả các nhà đầu tư này đều có mục tiêu khác nhau cho khoản đầu tư Dogecoin của họ. Một số dự đoán lợi nhuận là 1 triệu đô la. Mục tiêu đầu tư này có thể đạt được ở mức giá Dogecoin là 5 đô la hoặc 10 đô la. Tuy thuộc vào số vốn đầu tư ban đầu Với mức giá 5 đô la Một nhà đầu tư sẽ cần phải nắm giữ 200.000 token Dogecoin Để có được 1 triệu đô la Một nhà đầu tư như vậy Có thể mua 200.000 token này Với giá 84.760 đô la theo giá hiện tại Hơn nữa Những người lạc quan hơn về tiềm năng của Dogecoin Có thể nắm giữ đến mục tiêu giá 10 đô la Được nhà phân tích Ali dự đoán Nếu Dogecoin đạt mức 10 đô la Những người chỉ nắm giữ 100.000 Dogecoin Sẽ tu về khoản lợi nhuận 1 triệu đô la 100.000 token hiện có giá trị hơn 40.000 đô. Tuy nhiên, việc Dogecoin tăng lên 5 đô la là điều rất khó xảy ra. Nếu Dogecoin tăng lên 5 đô la, vốn hóa thị trường của nó sẽ lên tới gần 600 tỷ đô, vượt xa vốn hóa thị trường của Ethereum hiện tại. Thông tin tiếp theo Trong tuần qua, PP đã trải qua được giảm giá mạnh khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chuyển sang sắc đỏ. Kể từ khi đạt mức cao trước đó, Mimcon này đã giảm xuống mức thấp nhất trong đợt điều chỉnh này. Xu hướng giảm đã gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn đặc biệt là đối với những người nắm giữ nhiều PP. Cá voi PP đã chuyển sang bán. Theo Spot on Chain, một con cá voi đã gửi 254,65 tỷ token trị giá 5,15 triệu đô la cho Binance chỉ trong vòng 24 giờ. Thông thường, một khoản tiền gửi vào sàn giao dịch của cá voi cho thấy họ đang chuẩn bị bán. Điều này thường gây ra áp lực giảm cho thị trường. Việc cá voi tăng cường bán ra xuất hiện khi PP đã có xuống giảm liên tục trong tuần qua. Trong thời gian thị trường đi xuống, cá voi chuyển sang bán để giảm thiểu tổn thất hoặc thu lợi nhuận hoạt động thị trường như vậy thường diễn ra trước khi điều chỉnh. Các tín hiệu cho thấy PP đang trải qua sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ tăng giá sang giảm giá. Trên lệch long sót của PP cho thấy các vị thế bàn không đang thống trị thị trường. Với việc bàn không chiếm 53% các vị thế, điều này cho thấy hầu hết các nhà giao dịch đều bi quan và kỳ vọng giá sẽ giảm thêm. Ngoài ra, chênh lệch MVRV của PP đã giảm trong tuần qua từ 39 xuống 35. Điều này thường phát sinh từ việc người nắm giữ dài hạn tăng lượng bán ra cho thấy họ không tin tưởng vào triển vọng của thị trường. Vì vậy, những người nắm giữ PP dài hạn đang có thái độ bi quan. Tương tự, tổng giá trị thanh lý các vị thế mua đã tăng vọt trong tuần qua, đạt mức cao nhất là 4,97 triệu đô. Trong khi các nhà đầu tư có thể bị buộc phải thoát khỏi vị thế của mình, việc họ không chịu trả phí bảo hiểm và giữ các vị thế này cho thấy thái độ bi quan. Cuối cùng, MACD của PP đã thực hiện một giao cắt giảm giá. Điều này không chỉ báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý từ tăng giá sang giảm giá, mà còn là động lực giảm giá mạnh mẽ với người bán thống trị thị trường. Tóm lại, PP đang trải qua sự thay đổi mạnh mẽ về tâm lý từ lạc quan sang bi quan. Những điều kiện này đã thúc đẩy cả voi bán để giảm thiểu tổn thất và thu lợi nhuận. Với tâm lý bi quan mạnh mẽ, Miu có thể giảm thêm. Nếu vậy, PP sẽ tìm thấy vùng hỗ trợ quanh mức được thiết lập trước đó. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.